thần tài mở kho ban lộc lớn, bốn con giáp đang nghèo khổ vỡ nợ bỗng đổi đời mà trúng số, tiền đếm mỏi tay giàu sang nứt vách trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch năm 2024. À, hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong cuộc đời này ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có một cái cuộc sống giàu sang sung túc phú quý đầy tay. À tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có được cái điều đó. Ngay từ đầu thì nhiều người đã phải trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn vất vả thậm chí là nghèo khổ nữa. Nhưng quý vị có biết không? Đôi khi chỉ cần một cơ hội, một cái may mắn bất ngờ thì cuộc đời của chúng ta lại hoàn toàn bước sang một cái trang mới. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ mang đến cùng quý vị và các bạn một cái tin vô cùng đặc biệt về top 4 con giáp đang nghèo khổ vất vả nhưng mà xác nhận được lộc trời ban, đổi đời đổi vận, giàu có vô địch, tiền đếm mỏi tay. Đặc biệt, đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch thì những con giáp này sẽ nhận được cái sự yêu ái đặc biệt của vũ trụ khi mà may mắn, tài lộc nó đổ về ngập tràn, biến những khó khăn thành cơ hội và từ đó cuộc sống sẽ được thăng hoa hạnh phúc liệu quý vị có nằm một trong số những con giáp may mắn này hay không à, thì quý vị hãy cùng tử thông cùng chiêm nghiệm khám phá ngay sau đây để biết được những bí mật ẩn chứa đằng sau cái sự thay đổi kỳ diệu này quý vị nhé và quý vị trước khi mở xem video cũng đừng quên bấm vào cái nút like cũng như là bấm vào cái, vào cái chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình à, và bây giờ chúng ta bắt đầu khám phá về cái vận mệnh của những con giáp may mắn nhất trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch à, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe à, quý vị thân mến con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi tuổi Mão thì con giáp may mắn đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi Mão à, theo quan niệm của cổ nhân thì những người cầm tinh con mèo có tính tình đặc trưng là những người ôn hòa mềm mỏng chuộng hòa bình cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn thanh lịch cái vẻ bề ngoài thì nhã nhặn làm cho bao người phải yêu thầm và bản chất của những người tuổi mão ấy. Thì thực ra ấy, họ là những người mà có ý chí kiên cường, có lòng kiên định, bất di bất dịch. Những người tuổi mão đã theo đuổi cái gì thì là theo đến tới cùng luôn. Họ có năng khiếu về khoa học, xã hội, chính trị. Và đặc biệt là những người phụ nữ tuổi mão thì là những người luôn dịu hiền, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ những người khác mà không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là trả ơn. À, họ luôn cảm thông và chia sẻ cho những nỗi buồn khổ của những người khác. Những người tuổi Mão thì rất thích ăn diện, đặc biệt là họ có thể ngồi hàng giờ trước gương để mà trang điểm. Những người tuổi Mão nói chung là không thích tranh đấu, ưa lối sống bình yên, ít thăng trầm, mặc dù họ đối xử với bạn bè, đồng nghiệp nhưng mà lại gì giữ khoảng cách khá xa với những người thân. À, đôi khi không thích phải gánh vác cái trách nhiệm mà trong gia đình những người đàn ông tuổi mão thì rất ân cần lịch sự lời nói cử chỉ thì luôn hòa nhã khiến cho mọi người luôn khâm phục cái sự thông minh cơ chí và nghe theo lời khuyên bảo của những người tuổi mão vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng đôi khi dẫn tới là cái tình trạng chủ quan quá mức vì vậy à, đôi khi ý, Họ cũng là những người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn xung đột, nên là đôi lúc họ trở thành những cái người nhu nhược trong cuộc sống, à, không có lý tưởng cao cả lắm. À, nói chung ấy chỉ cần lúc nào mình cũng được an toàn là được. Thì nói tóm lại, những người tuổi mão sẽ vượt qua những cái trở ngại trên cái đường đi để vươn đến cái đích đến thành công của họ. Họ là những người không thích một cuộc sống à, có gia đình, nhưng mà khi cần ấy, thì họ có thể hòa nhập cùng mọi người. À, trong cuộc sống thì họ luôn tìm cách để tránh xung đột, tránh mâu thuẫn. À, nhưng mà nếu mà rơi vào tình trạng trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có những cái biện pháp để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình. À, những người tuổi mão cũng là những người mà rất tự tin vào cái năng lực cũng như là cái trí tuệ của họ. Vì thế mà họ dễ dàng tìm được cái hạnh phúc và cái sự đủ đầy. Những người tuổi mão cũng là cái con giáp cực kỳ nhiều may mắn trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch tới đây và họ là những người mà đơn giản và lương thiện ngoài ra ấy, họ cũng rất nhiệt tình trong cái việc giúp đỡ những người khác và con giáp này cũng rất thích tham gia vào các hoạt động từ thiện chính vì vậy họ luôn được trời phật phù hộ do được thần phật phù hộ chiếu mệnh nên là cái vận may của họ cũng sẽ liên tiếp nó kéo đến ngoài ra con giáp này còn được thần tài ưu ái nên là sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền lớn công việc thì thăng tiến tiền bạc thì dồi dào tình cảm thì xuân sẻ ngoài ra con giáp này sẽ nhận được một cái khoản tiền thưởng lớn bất ngờ ngoài dự kiến tài vận và công việc của những người tuổi mão cũng sẽ được hanh thông thuận lợi do được quý nhân tương trợ giúp đỡ chiếu cố những cái việc mà những người tuổi mão tiến hành trong cái thời gian này thì đều thuận lợi như ý đồng thời những người tuổi này cũng là những người vui tính nhiệt tình và cởi mở hơn à, thích quan hệ xã giao đấy và các mối quan hệ của những người tuổi mão cũng khá là tốt gặp khó khăn thì đều được quý nhân đứng ra giúp đỡ và mang lại rất nhiều cái lợi lộc để uh, giúp cho những người tuổi mão tăng trưởng trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch à, thưa quý vị thì đây cũng là cái ngày đẹp để cho những người tuổi mão tiến hành những cái việc quan trọng như là ký kết giấy tờ cưới hỏi uh, sinh nở đi đường xa hoặc là gì mọi sự nói chung đều được thuận lợi hanh thông được bể trên che chở Tuy nhiên, những người tuổi mão cũng cần phải chú ý quản lý, quản trị cái cảm xúc của bản thân và cái cách giao tiếp với người khác để tránh những cái mâu thuẫn, những cái xung đột nó có thể xảy ra bất chợt. À, thưa quý vị, à, sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuổi mão nhé. Quý mão, ất mão, đinh mão, kỷ mão. À, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi quý mão sinh năm 1963. Thì trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Những người tuổi quý mão sẽ đón nhận nhiều tin tức tích cực Khi mà cái vận trình của quý vị bừng sáng May mắn thì theo sát bước chân của những con giáp này Thời gian này dù làm việc lớn hay là việc nhỏ Thì đều có được những cái thành công bước đầu Mọi cái nỗ lực, cố gắng thì đều được đền đáp một cách xứng đáng Công việc của những gia chủ tuổi quý mão đang tiến triển rất là tốt à, Quý nhân sẽ xuất hiện trong thời gian này Nâng đỡ và hứa hẹn bản mệnh Có thể đạt được những cái thành tiệu vẻ vang như kỳ vọng bên cạnh đó cái tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm sẽ giúp cho những người tuổi mão dễ dàng giành được cái sự tiến nhiệm từ cấp trên cấp dưới và của đồng nghiệp tuy nhiên ở trong thời gian này quý vị cũng vì có lợi thế hơn nên là đôi lúc à, suy nghĩ và cái hành động của những người tuổi quý mão có phần hơi thái quá à, và trong thời gian này quý vị cũng cần phải là biết tiết chế cảm xúc nhé. tại vì ấy, đó là cái rào cản duy nhất ngăn cản những người tuổi quý mão đến với cái thành công lớn hơn nữa trong tương lai và con giáp này cũng nên hành sự thận trọng khiêm tốn sẽ tránh rước họa vào thân. À, theo đó, cái thu nhập của những người tuổi quý mão cũng được tăng lên đáng kể, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống thì cũng được đảm bảo hơn trước rất là nhiều. Và trong thời gian này cũng mở ra nhiều cái cơ hội, nhiều cái nguồn thu bất ngờ cho những người tuổi quý mão. Kinh doanh thì có lãi, đầu tư thì sinh lời. Ngoài ra, con giáp này cũng mở rộng được cái mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có cái thực lực kinh tế cao bên cạnh đó cái chuyện hợp tác làm ăn nó cũng sẽ diễn ra xuân sẻ chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang được đào hoa nó chiếu mệnh nên là nhân duyên khác giới cũng gì cũng khá là vượng đi đâu thì cũng được mọi người chào đón đặc biệt các cặp vợ chồng có thể đón tin vui đấy, của con cháu trong gia đình và đón thêm thành viên mới ờ, nói chung ấy, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn cái nụ cười bên cạnh đó Phương diện sức khỏe của những người tuổi quý mão trong thời gian này cũng được ổn định, không xảy ra cái chuyện là ốm đau bệnh tật. Dù vậy, à, trong thời gian này vẫn còn một vài cái hung tinh nó xuất hiện, nó mang theo một vài cái điểm báo suy xẻo, một vài cái sự cố bất ngờ. Vậy nên, những người tuổi quý mão vẫn nên chú ý khi di chuyển hay là làm công việc nặng để tránh những cái rủi ro đáng tiếc nó có thể xảy ra. À, thưa quý vị, đó là những người tuổi quý mão tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái vận trình của những người tuổi ất mão sinh năm 1975 trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch năm 2024 nhé à, thưa quý vị thì về mặt công danh sự nghiệp của những người tuổi ất mão sinh năm 1975 được dự báo là có nhiều cái điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn tất cả đều nhờ cái cục diện quý nhân tương trợ giúp đỡ và quý nhân cũng sẽ xuất hiện đấy trong cái thời gian này nó sẽ mang đến cái sự hậu thuẫn vô cùng lớn cho những người tuổi ất mão nói chung hệ con giáp này có nhiều cái sự tiến triển vượt bậc gặt hái được không ít cái thành tiệu vẻ vang về mình cái tư duy logic của bản mệnh thì ngày càng được nhạy bén hơn làm việc thì có cái kế hoạch cụ thể không còn tình trạng là việc chất đống dồn đống trái lại xử lý việc nào ra việc đấy à, con giáp này thể hiện được cái khả năng sắp xếp và cái quản lý công việc một cách tài tình của mình à, cũng nhờ cái tinh thần lạc quan vui vẻ mà các bạn dễ dàng tìm được cái cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi cái thử thách đặt ra ở cái thời điểm này à, tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp cho các bạn dễ giành được cái sự tín nhiệm từ cấp trên cấp dưới và đồng nghiệp nhờ vậy mà những người tuổi ất mão có thể được cất nhắc lên những cái vị trí xứng đáng hơn với cái năng lực của mình không chỉ vậy quý nhân còn giúp cho những người tuổi ất mão ấy xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp à quý vị sẽ sẵn sàng giúp đỡ những người khác nên cũng sẽ được người khác giúp đỡ nếu mà gặp phải khó khăn thêm vào đó à các bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân có được những cái hướng phát triển mới trong sự nghiệp của mình nhìn chung thời gian này bản mệnh dù làm việc lớn việc nhỏ thì đều có được cái thành công đấy nói chung ý Bước đầu thì cái mọi cái nỗ lực, mọi cái cố gắng của quý vị được đều được đền đáp một cách xứng đáng quý vị nhé. À, tuy nhiên cũng vì có lợi thế hơn người nên đôi khi những suy nghĩ và những cái hành động của những người tuổi ất mão cũng có phần là thái quá. Vậy nên là quý vị cũng cần phải có cái sự tiết chế cảm xúc của mình. Thì đây cũng là cái rào cản lớn khiến cho những người tuổi ất mão à, không tiến được đến cái thành công xa hơn. Và trên thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nho nhỏ. Còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính trong tay của những người tuổi Ất Mão quý vị nhé. Và con giáp này nên hành sự một cách thận trọng, khiêm tốn, không nên tỏ cái thái độ cao ngạo hay là coi thường người khác một cách là quá lộ liễu, kẻo lại rước lấy cái họa vào thân. À, thêm nữa, trong thời gian này, nguyệt lệnh nó cũng ủng hộ, nó cho thấy là các kế hoạch của gia chủ ở trong cái thời gian này thì nói chung ấy cũng sẽ được thúc đẩy cái tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn triển khai sẽ khá là thuận lợi. Dù vậy, những người tuổi ất mão cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào cái thực tiễn nhé, kẻo lại xảy ra những cái tình trạng bất chắc. À, tiếp theo chúng ta xét về cái tuổi đinh mão sinh năm 1987. À, quý vị thân mến, với những người tuổi đinh mão sinh năm 1987 trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch ấy, thì nó cho thấy là tài lộc của những người tuổi đinh mão cũng có nhiều cái điểm sáng Thu nhập thì ngày càng gia tăng, tài vận thì hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư ấy, thì ngày càng lớn. À, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của các bạn cũng được đảm bảo hơn trước rất là nhiều. Bên cạnh đó, tam hợp nó báo hiệu cái thời gian này mở ra nhiều cái nguồn thu bất ngờ cho những người tuổi đinh mão. Và quý vị càng mạnh dạn kinh doanh, càng mạnh dạn đầu tư thì càng dễ sinh lời, sinh lãi. Tất nhiên, kèm theo đó là những cái cạnh tranh khá lớn. Xong, bản mệnh làm tới đâu thì chắc tới đó Bỏ túi không ít bao nhiêu là tiền của Bên cạnh đó, cái các khí nó cũng vượng Nó còn mở ra nhiều cái cơ hội hợp tác làm ăn cho những người tuổi đinh mão Nhờ vậy mà cũng có thể tìm được những cái mối khách hàng Những cái đối tác đáng tin cậy Các bạn có những cái mối đầu tư có lợi Đem lại lợi nhuận lớn Nắm giữ cái vị thế không nhỏ trên thị trường Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong cái thời gian này thì những người tuổi đinh mão cần phải gì tỉnh táo để phán đoán tình hình một cách chính xác chỉ cần các bạn luôn thận trọng trong bất cứ cái quyết định nào của mình và không chịu lùi bước khi mà vướng phải khó khăn thì phần thắng sẽ thuộc về các bạn đó là vận trình của những người tuổi đinh mão à, thưa quý vị đó là con giáp may mắn đầu tiên và tất nhiên ấy, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi đinh mão những người tuổi mão Nói chung ấy, hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão, đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai đó xin được chúc mừng những người tuổi sửu là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay. À thưa quý vị trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch ý, thì những người tuổi sửu cũng gặp được khá nhiều may mắn như chúng ta đã biết những người tuổi sửu là những người luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái được nhiều cái thành công vẻ vang hơn họ đặc biệt biến thách thức thành cái cơ hội tạo nên cái sự đột phá những người tuổi Sửu có tính cách là cố chấp, làm việc gì chưa xong ấy thì không bao giờ chịu bỏ cuộc. Ưa thích làm những cái việc lớn. Đấy, những người cầm tinh người con con trâu ấy thì bị cuốn hút bởi những cái thứ quyền lực địa vị cao sang phú quý. Họ sẽ gì? Không làm những cái công việc tầm thường và không đem lại cho mình cái tiếng tăm. Những người tuổi Sửu có cái trí nhớ khá là tốt và cái tinh thần ham học hỏi. Nói chung ấy, với cái con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể sẽ nhìn nhận và phân tích cái vấn đề đúng đắn nên là ít mắc phải những cái sai lầm Ở trong thời gian này những người tuổi sửu ấy là những người mà trọng danh dự và trọng chữ tín nhiệt tình có ngoài bão lớn thực sự cầu thị và có trách nhiệm với cái công việc và có trách nhiệm với mọi người họ sẵn sàng ra tay bảo vệ những người yếu đuối khổ cực họ là những người có ý chí ý thức độc lập mạnh mẽ không muốn phụ thuộc vào người khác, có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích đổi mới và và thích du lịch cũng như là khám phá. thì đối với cái vấn đề tình cảm của những người tuổi xỉu thì được mọi người kính nể, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều cái nạn lớn bằng cái tính cách mạnh mẽ và sôi nổi, cái thái độ lạc quan của những người tuổi xỉu cũng khiến cho mọi người không thể nào mà lạnh nhạt, cô đơn được nữa. ở à, trong đám đông thì họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những người tuổi Sửu rất là khó tin tưởng những người khác, nhưng một khi đã tin ai ấy, thì là một người mà thành thật, à, giàu tình cảm và khẳng khái, có khiếu hài hước. Những người tuổi Sửu có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu bên trong nội tâm họ lại là những người mà sống giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối hay là lợi dụng ai. Họ có khuynh hướng đề cao bản thân nên là tự quyết định cái hôn nhân của họ mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến của những người khác. Cuộc sống hôn nhân chỉ hạnh phúc khi mà hai người biết cách nhẫn nhịn và có một cái tinh thần xây dựng. Bên cạnh những cái đức tính tốt đẹp đó của những người tuổi xíu thì họ cũng có một vài cái nhược điểm. Những người tuổi xíu thì đôi khi khá hào phóng nhưng mà tiêu hoang phí một cách là gì quá đáng dẫn tới là cái chuyện túng thiếu. Phải cần đến sự trợ giúp của những người xung quanh. Họ phải mất cả đời để học cách kiềm chế bản thân. Họ dễ bị cái cảm xúc nó tác động dẫn đến là dễ nông nổi đấy. À, vì cái nguyên nhân nào đó và thậm chí là gì, giận quá mất khôn gây ra những cái hậu quả nặng nề. À, những người tuổi xỉu có năng lực ứng biến nhanh. Thời gian gần đây, cái nguồn thu phụ bên ngoài của những con giáp này cũng khá là thuận lợi, hơn nữa trong cái 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch tới đây ý, thì do là được cái khắp vận quý nhân nó tương trợ giúp đỡ nên là cái tài vận của những người tuổi xỉu cũng cực kỳ là hanh thông thuận lợi, quan vận thì cũng vô cùng là vượng phát. Cũng trong cái khoảng thời gian này thì những người tuổi xỉu sẽ có cơ hội trúng thưởng, trúng số một cái khoản tiền nho nhỏ. Nếu mà biết cách nắm bắt lấy cái cơ hội và chắc chắn sẽ trở nên giàu có sau một đêm. À, trong cái sự nghiệp chỉ cần duy trì cái thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và có trách nhiệm thì sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ có cơ hội tạo ra cái bước ngoặt lớn trong cái sự nghiệp có cái cắt tinh nó chiếu mệnh nên là những người tuổi Sửu ấy sẽ được nâng lên một cái tầm cao mới có nhiều cái thành công trong sự nghiệp và sẽ được quý nhân nâng đỡ trong những cái việc quan trọng cái sự giúp đỡ và cái sự hỗ trợ của những quý nhân ấy cũng sẽ giúp cho những con giáp này có được những cái bước tiến quan trọng và sự nghiệp tài lộc của những người tuổi Sửu ấy cũng khá là hanh thông À, thưa quý vị, những người tuổi Sửu là những người rất là thông minh, làm việc gì cũng có kế hoạch và có đầu óc vạch ra cái chiến lược tốt nhất. Điều này giúp cho họ dễ dàng thành công trong cái chuyện kinh doanh buôn bán hay là đặc biệt là thành công với cái sự nghiệp. May mắn, con giáp này cũng sẽ là một trong những con giáp lọt vào top đầu những con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch năm 2024. À các bạn có thể gặp được những cái cơ hội kinh doanh mới, tìm được Uh, một cái nhà tài trợ có ảnh hưởng thúc đẩy các bạn đạt được những kết quả lớn hơn đồng thời con sắp này cũng biết điều và có biết tôn trọng những người khác à, thái độ trung thực ấy và khiêm tốn này cũng sẽ giúp cho những người tuổi sửu ấy chiếm được lòng tin và sự giúp đỡ của những người khác à, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái vận may cho mình cũng như là để mang lại cái may mắn hay thông thì những người tuổi xỉu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu à, thưa quý vị à, và ngay sau đây chúng ta cùng xét về cái vận trình tử vi chi tiết của từng tuổi xỉu À, theo năm sinh quý vị nhé để biết đâu là con giáp vượng phát dễ có cái của ăn của đẻ trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi tân sửu sinh năm 1961 quý vị nhé à, thưa quý vị đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch cuộc sống của những người tuổi tân sửu sẽ đón nhận ngày càng nhiều cái vận may và những cái cơ hội đến với mình nếu nắm bắt được cái thời cơ để tranh thủ các khí ấy, thì quý vị sẽ được gia tăng cái thu nhập đấy công việc cũng được thăng tiến và giảm bớt rất nhiều cái gánh nặng về mặt tài chính. Nhìn chung, tài lộc của những người tuổi tân sửu trong thời gian này cũng khả quan nhiều hơn trước rất là nhiều. Cái thu nhập có thể bằng là gì từ đầu năm đến giờ cộng lại. À, những người tuổi tân sửu cũng dễ dàng vượt qua được những khó khăn. Việc họ cần làm là kiên nhẫn cũng như là gì can đảm để đối mặt với những cái thử thách sắp tới. Xác định rõ cái mục tiêu và nắm bắt cái cơ hội để gì à, biết tận dụng cái cơ hội và phấn đấu không ngừng, chắc chắn cuối năm sẽ hái được quả ngọt, 100 tỷ cầm tay không phải là chuyện nhỏ. À, tiếp theo là tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. À thưa quý vị, à những người tuổi Quý Sửu cũng được cắt tinh chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Quý Sửu ấy, họ sẽ có nhiều cái cơ hội để gặt hái được những cái thành công trong sự nghiệp. Và đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch này thì gia chủ sẽ tìm được những cái thời điểm để mà khẳng định cái bản lĩnh của mình, khiến cho nhiều người phải nhìn nhận các bạn bằng con mắt khác xưa. À những người mà vừa chập chững bước vào cái lĩnh vực mới nào đó thì có thể nhận được cái sự dìu dắt của những người đi trước và nhờ vậy mà quý vị cũng sẽ gặt hái được không ít cái thành công trong cuộc sống. À thưa quý vị, đó là những người tuổi xíu. À tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mùi. À thưa quý vị, những người tuổi mùi là con giáp ẩn chứa sẵn cái tính lười vận động trong người hành xử thì tì hứng tâm tư thì tự do không bó buộc mệnh phú quý đến từ cái thương trường chứ ít thành công trong cái con đường quan lộ quý vị nhé à, căn bệnh quen thuộc cả thèm chóng chán và cái sức ý à, sức ngại lớn nhất khiến cho những người tuổi mùi có thể gì có nhiều cái ý tưởng nhưng lại không muốn bắt đầu và thực hiện ngay tuổi mùi dí dỏm năng động tràn trề cái sức sống Biết quan tâm đến tình cảm lãng mạn Thích giúp đỡ những người khác Và lấy điều đó làm cái niềm vui Họ là những người mà theo chủ nghĩ hoàn hảo Rất là quan tâm đến ngoại hình Thường trao chuốt bản thân Thậm chí là gì Họ hơi phô trương Nhất là phụ nữ tuổi mùi ấy, Thì lại cực kỳ thích trưng diện Họ tiêu rất nhiều cho cái chuyện là làm đẹp Mua sắm à, Tuổi mùi là cái tuổi mà có cái khí thế cực thịnh À, người tuổi mùi thì tư chất quyết đoán nghiêm nghị dứt khoát là cái mẫu người mà có ý chí cao lớn tâm tính mạnh mẽ cương nghị và quyết liệt những người tuổi mùi sinh vào giờ chiều tối thì tính tình hiền lành dịu nhẹ nhu mì à, có đôi chút đút nhát do đó mà những người tuổi mùi thường phải gì xúc tiến sông pha ra đời văn ôn võ luyện thì mới làm nên cái cơ nghiệp những người tuổi mùi ngoài ngoài thì nóng trong thì lạnh bên trong là người rất là tình cảm, nghĩ tốt và có ý tốt với những người khác nhưng sự thể hiện ra bên ngoài lại là cái khá là thẳng thắn, à, ngôn từ chỉ trích sắc bén, không mấy khi được tinh tế, đôi khi khiến cho mọi người trong giao tiếp cảm thấy bị tổn thương. Do vậy, tuy là những người hào phóng chân thành. Nhưng những người tuổi mùi lại rất có ít bạn tâm giao Thì ngoài ra những người tuổi mùi thích sự tâm linh Bản thân họ có khả năng là tâm linh cao hơn những con giáp khác Tuổi mùi mà được sinh vào những giờ tốt ấy, là những người văn võ song toàn Trung vận, hậu vận, được hưởng vinh hoa phú quý Tuổi mùi thì có cái sao tốt nó chiếu mệnh Nên là đôi khi cuộc sống cũng gặp được nhiều cái may mắn Và hay được tuyên dương khen thưởng nhưng mà những người tuổi này thì cũng cần phải cân nhắc thật kỹ trong mọi cái công việc Tuổi mùi lại gì hiếu chiến, bất cần, có máu ăn thua cao Nên là hãy tránh đụng đến cái chuyện với những người tuổi mùi Hoặc là ít nhất là quý vị nên tránh xa để cho hết cơn tức giận của họ đã Kéo không thì cũng gì, cũng sẽ gì không chết cũng bị thương Đấy. Và cái việc việc người khác nổi cáu hay là phản ứng gay gắt Lại cũng là cái hành động để kích cái ngoài nổ dẫn đến cái hậu quả khôn lường. À, nói chung ấy tuổi mùi cần phải hết sức thận trọng trong cái cách hành xử, phải biết điều tiết cái cảm xúc của mình, à, không nên quá liều lĩnh, nếu không sẽ phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc. Đặc biệt, à, quý vị cần phải tránh xa lô đề cờ bạc, khi bị cuốn vào sẽ rất khó rất ra được. Và dự báo trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch tới đây, những người tuổi mùi cũng sẽ nhận được nhiều cái điểm lành, nhiều cái cơ may trong cái sự nghiệp. Nếu mà nắm bắt đúng cái cơ hội Thì nói chung ấy con giáp này cũng sẽ thăng tiến vượt bậc Thu nhập thì tăng lên nhiều Bằng cái nỗ lực không ngừng nghỉ của mình Thì con giáp này cũng đạt được những cái thành tích được cấp trên ghi nhận Nói chung ấy trong 10 ngày tới đây Thì những người tuổi mùi sẽ có nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ Và có nhiều cái cơ hội để đổi đời ở phía trước Ngoài ra, những người tuổi mùi trong thời gian này cũng có tình yêu đâm hoa kết trái. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian và cái sự quan tâm cho nửa kia nhiều hơn để cho chuyện tình cảm nó được mặn nồng, được hạnh phúc. May mắn là được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong thời gian này nên là những người tuổi mùi cũng sẽ thu về được cho mình khá nhiều cái điều tiến triển tốt đẹp kể cả trong công việc. Nói chung ấy những người tuổi mùi thì thường là những người thông minh, có đầu óc linh hoạt, giỏi quan sát và làm việc thì linh hoạt, có chỉ số IQ cao, mưu lược dù ở trong cái môi trường nào thì cũng gì có thể nổi bật à, trong cuộc chiến khốc liệt cạnh tranh và trở thành cái sự tồn tại nổi bật nhất tuy nhiên vì công việc khá nhiều nên là có thể các bạn sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng à, những cái thử thách cũng là cái bài tập rèn luyện để các bạn trưởng thành hơn khiến cho bản thân trở nên ngoan cường và tự tin hơn à, tuổi mùi là kiểu người mà kiên trì và mạnh mẽ thời gian qua cũng đã vất vả đủ rồi vận hạn sẽ không cản bước được những cái vận may lớn của những người tuổi Mùi trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch này. Tuổi trẻ thì may mắn cũng sẽ được tình duyên, được quý nhân tương trợ giúp đỡ và các quan hệ cứ thế mà gì được tiến hành thuận lợi hành thông. Những người sắp phải đi làm hay là đi xuất ngoại hoặc là mở cửa hàng kinh doanh thì cũng nên cầu tài cầu lộc bốn phương, được thần tài hỗ trợ cũng sẽ mang lại được nhiều cái may mắn, thành công bất ngờ sẽ đến với những người tuổi Mùi. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. À thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận trình tử vi chi tiết của tuổi mùi theo từng năm sinh thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi đinh mùi sinh năm 1967 quý vị nhé. À thưa quý vị những người tuổi đinh mùi sinh năm 1967 trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch ấy thì có được cát tinh nó cao chiếu vậy nên là công việc của những người tuổi mùi 1967 ấy, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió đạt được những cái thành công đáng nể theo đó cơ hội thăng tiến của các bạn trong thời gian này cũng ngày càng được mở rộng tài vận thì khá Thứ tài thì tăng mạnh Nếu mà chọn đúng cái đối tác làm ăn Thì cái con đường làm giàu của các bạn Ngày càng được thuận lợi hanh thông hơn Thứ hai là tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 Thời điểm này có các cát tinh nó chiếu mệnh Nói chung là công việc của những người tuổi Kỷ Mùi Cũng được hanh thông thuận lợi hơn Gặp được cái tài tinh Gặp được cái ấn tinh nó chiếu mệnh Vậy nên là gì quý vị luôn được quý nhân song hành giúp đỡ Dù bạn là người làm công ăn lương Hay là những người buôn bán kinh doanh Những người làm chủ doanh nghiệp Thì cũng đều gặp được cái vận may đến với mình bên cạnh đó thời gian này cái đào hoa nó cũng nở rộ nó chậm mệnh vậy nên đây là một cái tín hiệu tốt cho cái chuyện tình cảm gia đình nó được hanh thông thuận lợi tuy nhiên à, cái đào hoa nó vượng nó cũng gây ra cái đào hoa sát vì vậy mà quý vị cần phải hết sức chú ý đến cái mối quan hệ với những người khác giới chứ thêm nữa trong thời gian này quý vị cũng đừng để cho cái cảm xúc lấn mất cái ý chí nhất là những người đã có gia đình cần phải tỉnh táo không để cái sự cám dỗ mà tự hủy hoại cái bản thân không những vậy trong cái thời điểm này cái tài lộc của những người tuổi ký mùi cũng khá là tốt cơ hội kiếm tiền cơ hội làm giàu cả nghề tay trái và nghề tay phải nghề chính và nghề phụ thì đều có những cái bước phát triển rực rỡ hơn thêm nữa lại được quý nhân nó tương trợ giúp đỡ mà cái tài lộc nó cũng càng ngày càng dồi dào tuy nhiên thì quý vị vẫn cần phải để ý một chút đấy nên lưu ý về cái chuyện chi tiêu đấy kéo gì cái tiền bạc nó lại gì không cánh mà bay quý vị nhé à, thưa quý vị tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 à, quý vị thân mến tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 ấy, thì trong thời gian này những cái chuyện may mắn về tình cảm ấy sẽ đến nhiều hơn với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch này tử vi học cho thấy con giáp này dù còn độc thân thì cũng đừng quá mà đau buồn lo lắng bởi lẽ đến lúc này thì tình yêu cũng sẽ gõ cửa. Quý vị đừng quên giữ cho mình một cái hình ảnh thật là tươm tất quý vị nhé. À, tình yêu đến lúc nào cũng gì không biết mà báo trước được. À, tuy nhiên, à, trong thời gian này vẫn còn một vài cái hung tinh nó báo hiệu rằng vẫn còn một vài cái nguy cơ mà quý vị có thể gặp phải. Xui xẻo không đến thì thôi, một khi mà đã ập đến thì lũ lượt khiến cho quý vị đôi khi trở tay không kịp. Và đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch, đặc biệt là cái tháng cô hồn, thì bản mệnh cũng được một vài cái các thần nó che chở nó trợ vận nên mọi sự cũng sẽ được xuân sẻ hanh thông à, xong quý vị vẫn có một vài cái tiểu nhân nó ngáng đường cản lối nhưng mà quý vị đừng quá đừng quá lo lắng đấy à, cái bản lĩnh sẵn sàng có thể là giúp cho các bạn vượt qua được những khó khăn này sớm mà thôi bên cạnh đó cái vận trình tài lộc nhờ có tài tinh nó chiếu mệnh nên là con giáp này cũng có thể nhận được khá nhiều cái cơ hội để mà phát tài phát lộc đặc biệt là cái khoảng thời gian này thì quý vị đừng nên bỏ lỡ những cái cơ hội để kinh doanh buôn bán làm ăn nắm bắt lấy cơ hội để có thể bứt phá mạnh hơn nữa trong công việc cũng như là trong cuộc sống quý vị nhé. À, thưa quý vị đó là con giáp may mắn thứ ba là những người tuổi mùi. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp may mắn thứ tư. Thứ tư thì không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. À, quý vị thân mến ngựa thì chúng ta biết là đứng thứ bảy là con giáp đứng thứ bảy trong à, trong số 12 con giáp à, theo độc tính tự nhiên thì ngựa là cái loài vật yêu thích cái sự cuộc sống tự do hoang dã vì thế dân gian chiêm nghiệm và cho rằng những người tuổi ngọ sẽ mang cái tính cách năng động nhiệt tình thích những nơi đông đảo đông người và đam mê khám phá những cái điều mới mẻ trong công việc thì những người tuổi ngọ thể hiện cái sự đa tài biết làm ra gì ra tiền và thích đi đây đi đó họ thích những công việc năng động ít bó buộc bản thân trong những cái quy tắc cứng nhắc họ có thể đảm nhận nhiều cái công việc nhiều vị trí khác nhau và đạt cái năng suất lao động cao những người tuổi ngọ thích sự độc lập tự chủ nên là dũng cảm đương đầu với những cái thử thách để đạt được cái thành công họ cũng rất nhạy bén về để biết điều gì mình cần phải làm ngay lập tức ngay trước mắt một cái nét nổi bật của những người tuổi ngọ là giao tiếp giỏi, óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động thể dục thể thao nâng cao cái sức khỏe bản thân những người tuổi ngọ thường được nhiều người quý mến và kính trọng à, thưa quý vị tuy tính cách có nhiều ưu điểm đấy nhưng những người tuổi ngọ cũng không tránh được một số những cái nhược điểm những cái khuyết điểm điển hình trong số đó là dễ thay đổi, hào hứng nhất thời dễ theo đuổi những cái niềm vui xa vời mà bỏ lỡ cái cơ hội cái vận may trong công việc đôi khi họ thiếu kiên nhẫn nóng nảy ít lắng nghe người khác nên là khó hòa đồng vào trong cái tập thể từ đó không đạt được cái hiệu quả cao trong cái chuyện làm việc nhóm à, trong tình cảm mặc dù tính cách khá là thật thà thẳng thắn được cho là cái ưu điểm của những người tuổi ngọ nhưng cũng chính cái sự thẳng thắn ấy có thể làm tổn thương người khác dù cố gắng những người tuổi ngọ vẫn sẽ luôn cảm thấy là cuộc sống của họ rơi vào cái bế tắc khi công việc chưa có được những cái thành quả như ý trong thời gian vừa qua các mối quan hệ xuất hiện nhiều cái mâu thuẫn căng thẳng nếu mà không cẩn thận thì họ dễ rơi vào những cái sự tranh cãi với những người xung quanh khiến cho cái mối quan hệ của họ với những người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài lộc của những người tuổi ngọ. À, tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi tân nguyên học cho biết, đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch tới đây, thì những cái xui xẻo của những người tuổi ngọ cũng sẽ auto biến mất. Đấy, nhường chỗ cho những cái điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của những người tuổi ngọ dần dần ổn thỏa, được cho là sẽ có những cái thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ được tăng cao đảm bảo cái cuộc sống được dư giả sung túc thêm nữa lại được cắt tinh nó chiếu mệnh nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi ngọ trong mọi việc mà mình đang làm nhờ suy nghĩ lạc quan nên rất nhiều lần mà các bạn thoát khỏi được cái áp lực công việc đem lại cho những người tuổi ngọ là những người mà thực tế à, có thể duy trì sự giàu có và cái vẻ không vội vã vì cái lợi nhuận nhất thời vì vậy các bạn cũng là những người mà tiết kiệm chi tiêu cho gia đình Và không thể chịu được cái sự khổ cực để mà tiết kiệm tiền Con giáp này cũng thường thích uh, những cái phương pháp đầu tư an toàn và hiệu quả hơn Ít rủi ro và thu nhập được đảm bảo hơn Chú ý đến từng cái khoản thu chi đảm bảo cái túi tiền và tài sản sẽ không ngừng được gia tăng lên Và 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch ấy, Nếu mà bạn nào muốn xin lọc thì cứ cầu xin quý vị hãy cứ thành tâm khấn vái tổ tiên là được miễn là gì thành tâm làm gì cũng sẽ được thắng lợi tuy nhiên các bạn cũng cần phải chú ý đến cảm xúc và cái thái độ của mình đừng vì một phút mất mát thất bại nhất thời mà gì ảnh hưởng đến cái vận trình của mình trong những thời gian tới quý vị nhé và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân dần ngọ để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi ngọ trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch. À, thưa quý vị, à, và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng luận giải chi tiết về vận trình của những người tuổi ngọ theo năm sinh âm lịch. Đó. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 Thì hàng loạt các tin tức tích cực sẽ đem đến với những người tuổi Bính Ngọ trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch này à, Đặc biệt là ở cái phương diện công danh sự nghiệp đấy Nói chung ấy cái vấn đề sự nghiệp công việc của con giáp này có nhiều cái may mắn Khi mà cái vận trình khởi vượng làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ thành công được nhiều bề Bên cạnh đó lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ và có được cái cắt tinh nó chiếu mệnh nữa giúp cho các kế hoạch của bản mệnh tiến triển được êm xuôi thuận lợi hơn cơ hội thăng tiến thì được mở rộng ra trước mắt khi mà những người tuổi bính ngọ được giao phó nhiều cái trọng trách quan trọng thể hiện cái vị thế của mình trong tập thể bằng cái sự thông minh sáng tạo của mình các bạn đã khẳng định được cái vị trí của mình trong công ty gặt hái được cái thành công công việc thì cũng được như ý tăng lương tăng thưởng à, là cái điều tất nhiên bên cạnh đó cấp trên cũng ngày càng giao cho các bạn nhiều cái trọng trách, nhiều cái ưu ái hơn và tạo cho các bạn những cơ hội, những cái lớp bồi dưỡng đặc biệt cho cái cái tầng lớp lãnh đạo kế cận. Đặc biệt, quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này mang lại cho bản mệnh nhiều cái sự chủ động, nhiều cái sự giúp đỡ mang cái tính bước hoạt. Nhờ vậy mà những người tuổi bính ngọ có thể tự tin theo đuổi cái 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 hướng đi của mình. đấy Quý nhân cũng sẽ giúp cho những người tuổi bính ngọ đang trong tình trạng bế tắc và vô tình có được có thể tìm được cái lối đi mới à, dù khó khăn trở ngại đến mấy đi chăng nữa thì cũng tìm được cái hướng giải quyết phù hợp và bản mệnh cần cố gắng nắm bắt đến cái cơ hội tận dụng cái thời cơ cái cơ hội mình đang có à, có thể thấy sau những cái vất vả những cái vấp váp ở thời gian trước đó thì con giáp này cũng đang dần dần lấy lại cái phong độ khó khăn với cái những người từ bính ngọ chỉ mang cái tính chất tạm thời vì vậy, bản mệnh không bao giờ chấp nhận cúi đầu bỏ cuộc. Càng gian truân, các bạn lại càng muốn đương đầu để mà khai phá cái tiềm năng của mình. Ngoài ra, bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn nên là tranh thủ tiến hành các việc quan trọng trong thời gian này, quý vị nhé. Thì ngoài ra, những người tuổi Bính Ngọ vẫn nên thận trọng với một vài cái hung tinh nó có thể nó xuất hiện. Tuy mức độ ảnh hưởng của nó không quá lớn do cái cát khí nó khá vượng, nó có thể lấn áp được nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cũng sẽ khiến cho bao nhiêu công sức của các bạn xây dựng sẽ bị đổ sông đổ bể đó và sẽ gặp nhiều cái bất lợi trong thời gian này à, chính vì vậy mà dù có phải đối diện với việc khó khăn đến mấy thì các bạn cũng cần phải bình tĩnh tìm ra cái cách thích hợp để mà vượt qua cái tình hình làm ăn kinh doanh của những người tuổi bính ngọ cũng có những cái tiến triển tích cực vì những người tuổi bính ngọ dám làm những cái điều mà người khác không dám làm tất nhiên là quý vị cũng sẽ trải qua nhiều cái khó khăn vất vả xong cái công sức được đền đáp một cách xứng đáng quý vị nhé đó là tuổi ngọ đầu tiên thứ hai là những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 à, quý vị thân mến nói chung ý, những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch ý, thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ mà những người tuổi mậu ngọ biết mình cần phải làm cái gì để đạt được những cái thành công và đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch, các bạn không ngại thể hiện cái ý kiến cái quan điểm của mình trước tập thể, à, thậm chí hướng mọi người đi theo một cái hướng đi mới, chính xác hơn. À, cái chuyện làm ăn kinh doanh nó cũng sẽ được thuận lợi bởi các bạn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rộng rãi với khách hàng với đối tác. Dù có thể các bạn phải làm việc khá vất vả, xong đồng tiền sẽ đổ về ào ào trong túi. Tài lộc của những người tuổi Mậu Ngọ có cái sự thăng tiến khi mà bước vào 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch tới đây không chỉ khoản thu chính mà con giáp này còn có thêm cái thu nhập từ các khoản thu phụ à, cái quý nhân cũng sẽ xuất hiện nó cũng báo hiệu những người tuổi mộ ngọ nhận được nhiều cái sự hậu thuẫn trong công việc nhờ vậy mà các bạn có thể phát huy một cách cao độ giành lấy những gì xứng đáng thuộc về mình cái việc thăng chức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay của các bạn nếu mà quý vị đủ chăm chỉ nỗ lực thì những người tuổi Mậu ngọ hãy cứ mạnh dạn đề xuất một cái mức lương mức thưởng phù hợp với cái công sức mà mình bỏ ra. À, trong khi đó những người làm kinh doanh buôn bán cũng thu về nhiều cái lợi nhuận à, nhờ cái đầu óc tính toán tài tình của mình. Cái cơ hội hợp tác làm ăn trong thời gian này cũng khá nhiều. À, ra ngoài thì có quý nhân phù trợ giúp đỡ nên cũng giảm bớt rất nhiều cái khó khăn với cái việc là À, phải một mình mò mẫm từng trước từng chút từng chút một nhưng mà quý vị cũng nên lưu ý cầu tài thì cũng cần phải có lộ trình những người tuổi mậu ngọ chứa nên nóng vội nhé mà đi theo cái con đường không chính đáng dù dùng cách gì để làm giàu đi chăng nữa nếu mà các bạn đi theo hướng chính đáng ắt sẽ thu về được những cái lợi nhuận cao thêm nữa à, cũng bởi con rắn này biết cân đối các kế hoạch tài chính của mình tránh được những cái khoản chi tiêu không cần thiết Nhờ vậy mà các khoản tích cóp của những người tuổi mậu ngọ cũng được tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho các bạn một cái tương lai đầy đủ, không phải lo lắng đến cái chuyện tiền bạc. Đó, đó là những người tuổi mậu ngọ. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ ba đó là tuổi canh ngọ sinh năm 1990. À, thưa quý vị, đúng 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cái vận trình của những người tuổi canh ngọ có nhiều cái khởi sắc nhất định và được ổn định hơn. Và trong 10 ngày tới, nó cũng sẽ mang lại những cái tin vui, về quý nhân tương trợ giúp đỡ Nhờ vậy mà quý vị có thể tự tin theo đuổi những cái ước mơ, những cái lý tưởng của mình Bên cạnh đó, cái quý nhân xuất hiện trong thời gian này Nó cũng sẽ giúp cho công việc được tiến triển thuận lợi hơn Có cơ hội thăng tiến vì được giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng Bên cạnh đó, quý nhân cũng giúp cho con giáp này tìm được cái lối đi mới cho bản thân mình Dù khó khăn, trở ngại đến đâu đi chăng nữa Thì cũng tìm được cái hướng giải quyết phù hợp bản mệnh cần phải cố gắng nắm giữ lấy cơ hội tận dụng cái thời cơ cho mình quý vị nhé. À, sau những cái vấp pháp ở cái thời gian trước đó, thì con giáp này cũng đã dần dần lấy lại được cái phong độ. Ngoài ra bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn nên là tranh thủ tiến hành các việc lớn như là khởi nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc là triển khai những cái dự án mới. Cái cát khí nó còn đang che chở cho những người tuổi canh ngọ ở cái phương diện tài chính. À, cái tài vận thì có những cái chuyển biến tích cực cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì đều tăng nhẹ. À, những người làm công ăn lương thì chăm chỉ nỗ lực cũng sẽ tìm kiếm được những cơ hội tăng lương thăng chức. Còn những người kinh doanh buôn bán cũng thu về nhiều cái lợi nhuận nhờ cái đầu óc tính toán tài tình của mình. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của những người tuổi canh ngọ cũng được mở rộng nhờ cái nhân duyên nó cát lành nó mang đến. À, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa một cách bất ngờ. Những người độc thân thì không khó để tìm được cho mình một cái mối lương duyên như ý. Nếu như mà chịu hạ bớt cái tiêu chuẩn của mình xuống một chút nữa thì các bạn còn có thể tiến xa hơn nữa. Đó là cái vận trình của những người tuổi canh ngọ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch năm 2024. Và trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch thì chúng ta sẽ có bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó là những tuổi sau đây. Một tuổi mão, hai tuổi sửu, ba tuổi mùi, bốn tuổi ngọ. Đó là bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh, được thần Phật che chở độ mạng, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe trong 10 ngày đầu tháng 7 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn